Xuất hiện hình ảnh nghi là tiêm kích F-35 của Mỹ gặp nạn ở Biển Đông. Trên mạng Internet đã xuất hiện hình ảnh nghi là ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F-35 trước khi nó chìm xuống Biển Đông sau khi gặp nạn từ tàu sân bay. Newsweek đưa tin, một bức ảnh cho thấy tiêm kích F-35C trên mặt nước đã lan truyền trên mạng Internet với các mảnh vỡ bắn ra xung quanh. Các nghi vấn cho rằng đây là khoảnh khắc trước khi máy bay chìm xuống Biển Đông sau khi gặp phải sự cố hạ cánh trên tàu sân bay hôm 24 tháng 1. 7 người đã bị thương trong vụ việc diễn ra trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson, bao gồm cả phi công, người đã thoát ra ngoài an toàn trước khi máy bay lao xuống biển. Hải quân Mỹ hôm 25 tháng 1 cho biết họ đang lên kế hoạch để trục vớt tiêm kích F-35C. Theo The Driver, Mỹ chắc chắn sẽ cố gắng trục vớt nhiều nhất. Có thể các phần còn lại của chiếc F-35 lao xuống Biển Đông để ngăn kịch bản đối thủ của họ như Trung Quốc có thể tiếp cận các hệ thống, thông tin nhạy cảm của chiếc tiêm kích tiên tiến. Nguồn gốc của bức ảnh lan truyền trên mạng Internet hiện chưa được xác thực, nhưng nó dường như được chụp từ màn hình của một đoạn video quay từ điện thoại. Newsweek nghi ngờ đoạn video có thể được ghi lại từ một tàu hải quân lân cận. Bức ảnh cho thấy buồng lái của F-35C không có người ngồi trong và các mảnh vỡ trôi dạt bên cạnh. Đây là vụ tai nạn thứ hai của F-35 liên quan tới một tàu sân bay trong hơn 2 tháng qua. Hồi tháng 11 năm 2021, F-35 đã lao xuống biển khi cất cánh từ tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth. London đã trục vớt thành công tiêm kích này sau khi lo ngại họ có thể chậm chân hơn Nga trong việc tiếp cận xác máy bay dưới Địa Trung Hải.